Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe cực kỳ siêu lướt ạ. Đó là một cái siêu phẩm này được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân, đăng ký là cuối tháng 12 năm 2020 cơ quý vị và các bạn nhé. Đăng ký tận cuối tháng 12 năm 2020 và mới lăn bánh được có 6.000 km thôi quý vị và các bạn ạ. Cực kỳ mới ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là nó không chạy dịch vụ nhé. Và cái phần cam kết này là thực sự là nó không chạy dịch vụ thì chúng tôi cam kết thôi, chứ còn nó chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ thì cũng không quan trọng gì lắm đâu quý vị các bạn ạ. Vì mới lăn bánh được có hơn 6.000 km và mới đăng ký là cuối năm 2020. Tính thời gian đến bây giờ mới lăn bánh được có hơn 4 tháng, cho nên nếu như có chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ cũng không quan trọng, đúng không quý vị các bạn? Đây, quý vị các bạn nhìn qua về cái phần tem đăng kiểm đây thì quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ. Hạn đăng kiểm vẫn còn là tháng 6 năm 2023 cơ ạ. Chiếc xe được đăng ký cuối năm 2020. Đăng ký cuối năm 2020 tức là đăng kiểm năm 2020 này, tháng 12 năm 2020 này, đến tháng 12 năm 2021 là 1 năm, tháng 12 năm 2022 là 2 năm, đến tháng 6 năm 2023 này là 2 năm rưỡi quý vị bạn nhé. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ đăng ký kinh doanh vận tải thì chỉ được đăng kiểm có 1 năm rưỡi thôi. Và chiếc xe này thì không đăng ký kinh doanh vận tải nên là được đăng kiểm 2 năm rưỡi như chiếc xe gia đình bình thường. Đấy quý vị bạn nhé, tôi vừa mới chứng minh cho quý vị và các bạn xem là chiếc xe này là không đăng ký kinh doanh vận tải nhé. Chiếc xe này không chạy dịch vụ ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, nếu như chiếc xe này thì phần lớn là người ta mua về chạy dịch vụ cơ, chắc chắn là phải đến 99% là chạy dịch vụ hoặc là công ty chạy. Đấy, cho nên là chạy nhiều thì người ta mới mua những chiếc xe bản số sàn này. Vì sao là bản số sàn này lại được mọi người chạy dịch vụ là hay dùng như thế? Thì đây ạ, tôi cũng giải thích luôn cho quý vị và bạn về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cực kỳ hấp dẫn ạ. Đấy, chỉ với 5,92 cho 2 lít cho 100 km kết hợp và 7,74 lít cho 100 km trong đô thị, và nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có 4,85 lít thôi, cực kỳ hấp dẫn ạ, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cho nên là những chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn này thì giá thành nó rẻ là một, thứ hai nữa là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đấy, cho nên là anh em mà chạy dịch vụ thì là rất hay chọn những chiếc xe này. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2020 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay lên đến 70% giá trị của xe luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi lại đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe siêu lướt này có vết xước sát nào không ạ. Và thưa với quý vị và các bạn là chiếc xe này là 100% nước sơn nguyên bản của xe nhé, chưa có xước sát, chưa có sơn lại vết nào cả đâu. Đấy, đi một vòng quanh xe mà chưa tìm thấy một cái vết xước nào quý vị và các bạn ạ. Đấy, chủ xe đi 6.000 km nhưng mà phải nói là chạy cũng tốt đấy, cho nên là nó mới không có xước sát gì, chứ bình thường là để một chỗ có khi còn bị xe khác cọ vào xước cơ. Và chiếc xe này thì lại không có một vết xước nào, chúng tôi cam kết là sơn zin 100% nguyên bản quý vị và bạn nhé. Và đây ạ, thưa với quý vị và bạn, đi một vòng quanh xe thì mãi cũng tìm ra được một cái vết xước đầu tiên của chiếc xe, và nó cũng là một cái vết xước duy nhất của chiếc xe nhé. Đây, nếu như chiếc vết xước này là chúng tôi lấy sơn trắng và lấy tăm bông chấm chấm vào đây thì là không nhìn thấy nữa đâu ạ, nhưng mà tôi để nguyên ạ, tìm nhìn tinh mắt mới thấy một cái vết xước này này, phải nhìn sát lại gần thì mới thấy được, nó rất là nhỏ, nhỏ như cái đầu tăm bông luôn thôi ạ. Đấy, chỉ chấm chấm sơn vào một chút là hết ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, cái dàn lốp còn nguyên bản hết ạ. Đấy, dàn lốp nguyên bản và đết lốp là sản xuất tuần thứ 45, tức là cái lốp này là sản xuất cuối năm 2020 đây quý vị bạn nhé, tuần thứ 45 năm 2020 này. Đấy, lốp sản xuất tuần thứ 45 năm 2020, ta lông còn rất là dày đấy ạ. Tôi quay đầy đủ chi tiết cả 4 quả lốp cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, đây. Tuần thứ 45 năm 2020 hết đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, phải nói là chiếc xe này quá mới luôn đấy ạ. Chắc chắn là tìm những chiếc xe mà đăng ký rồi ở thị trường là không có nhiều những chiếc xe mà vừa mới đăng ký được cả 4 tháng mà đã bán đâu quý vị và các bạn ạ.
Đấy, vì những chiếc xe này là những người mà mua là toàn những cái người, nói thật với quý vị bạn, toàn những người mua là ít tiền, mua về để chạy kinh doanh vận tải, chạy gia đình, về để kiếm tiền. Mà vừa mua 4 tháng mà bán thì là cũng ít đó, chứ không có nhiều đâu ạ. Đấy, đết lốp đây, tuần thứ 45 năm 2020, cả một dàn, cả một dàn lốp còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, toàn tuần thứ 45 năm 2020 cả dàn. Xe cũng đã được trang bị la răng đúc và cái la răng chưa có một cái vết xước nào cơ ạ. Và đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cả về cái phần lớp sơ cua nhé. Lớp sơ cua cũng còn nguyên bản chưa hạ. Đây là cái lớp sơ cua đây quý vị và các bạn này. Lớp sơ cua cũng còn nguyên chưa hạ nhé. Đấy. Và từ những cái nỉ này còn mới tinh luôn đấy ạ. Đây quý vị bạn xem này. Không khác thì một chiếc xe mới đâu. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang tìm hiểu về xe thì đang tìm hiểu về chiếc xe Vios như chiếc xe này, quý vị và bạn cứ vào hãng xem xong ra xem lại của chiếc xe này của tôi thì xem nó có khác gì không ạ. Đấy, quý vị và các bạn cứ vào hãng xem xong rồi chạy ra xem xe của tôi. Và chủ xe cũng đã lắp thêm camera lùi nhé, đầu Pioneer xịn quý vị và các bạn ạ. Và camera lùi đấy, phiên bản E số sàn, rất là đẹp luôn. Sơn zin nguyên bản cả xe. Và đết lốp đây quý vị và các bạn ạ. À xin lỗi quý vị và bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Tem của nhà sản xuất đây, chiếc xe được sản xuất năm 2020. Đấy. Sản xuất cuối năm 2020 luôn đấy quý vị và bạn ạ. Chiếc xe này là sản xuất cuối năm 2020, vừa xuất xưởng tháng 12 thì là cuối năm 2012 chủ xe đã mua chiếc xe này ạ. Đấy, và cái phần nội thất đây quý vị và bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì tôi không phải cam kết với quý vị và các bạn về đâm đụng hay tai nạn hay là ngập nước như những chiếc xe khác, vì chiếc xe này nó quá mới rồi. Đến cái nước sơn của nó còn nguyên bản cơ, cho nên là những cái phần đấy là tôi bỏ qua, tôi không phải cam kết gì nhiều quý vị và các bạn nhé. Quý vị và bạn đến mua, tôi sẵn sàng cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể yên tâm. Và cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn, chiếc xe này bây giờ chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng, vẫn có thể bớt cho quý vị và các bạn nhé. Và quý vị các bạn đừng so sánh là bây giờ là tôi mua một cái xe ở trong hãng giá như này, bây giờ mua một chiếc xe lướt rồi, tức là đã đăng ký rồi mà giá vẫn như thế này thì không tiết kiệm được bao nhiêu. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị mua chiếc xe mới xong thì quý vị và các bạn mới biết được là nó sẽ tốn như thế nào, không phải đọc cái tiền xe mà quý vị các bạn mua ở trong hãng đâu nhé. Không phải cái tiền xe mà quý vị bạn mua trong hãng xong là đã lăn bánh được đâu nhé. Quý vị và bạn mua xong chiếc xe ngoài cái giá hãng này, sau đó quý vị và các bạn đăng ký này, đăng ký đăng kiểm này, phí đường bộ này, đấy, phí đường bộ này, sau đó lại còn lắp thêm cơ số đồ, ví dụ như chiếc xe này đây, chủ xe lắp thêm màn hình Pioneer này. Đấy, vì cái phiên bản E này thì nó lại thiếu đồ rất là nhiều quý vị và bạn nhé. Ghế nỉ thôi, chưa có ghế da nhé, thì là đây chủ xe phải lắp thêm ghế da này, dán kính này, ốp bậc cửa này, đấy chủ xe này đã lắp thêm cả ốp bậc cửa cơ này, ốp tay nắm cửa này, dán kính. Đấy, tôi cứ để ý cho quý vị và các bạn mua xong xe mới rồi mới thấy được là cứ cộng vào từng khoản một, từ vài trăm nghìn, mỗi một khoản vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Đấy, dần dần cộng vào nó lên đến vài chục triệu cho một chiếc xe luôn. Đấy, mua xong chiếc xe thì là quý vị và các bạn phải bỏ ra một cái khoản đấy để lắp thêm. Vậy nếu như quý vị và các bạn bây giờ mà mua một chiếc xe siêu lướt này thì đương nhiên là quý vị và các bạn được hưởng luôn những cái đồ mà chủ xe đã lắp thêm đấy rồi ạ. Vì người ta bán người ta cũng không tính thêm cái phần lắp thêm đấy đâu ạ. Đấy, quý vị và các bạn được hưởng luôn, đỡ phải lắp thêm đồ. Đấy, quý vị và các bạn thấy nó được rẻ hơn nhiều không ạ? Đấy, và chiếc xe này thì nó không khác thì một chiếc xe mới, quý vị và các bạn nhìn thấy ạ, từ những cái cặp đèn này. Còn rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, đèn gầm, đèn pha rất mới, đến những cái logo này nó không khác gì một chiếc xe mới. Tất cả còn rất là mới, không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng xong. Đấy, từ những cái gương này cũng rất là mới luôn này. Tay nắm cửa được bảo vệ cho nên nó cũng không xước sát gì cả. Đây là cái cụm đèn hậu đây quý vị các bạn này. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, rất là đẹp, rất là sáng đây. Logo này, từ những cái logo, cái chữ này chưa có bị ám ố gì cả. Đấy, chưa có bị ám ố, chưa có một vết xước. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là cái phần này, đèn hậu của chiếc xe. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Tôi bây giờ tôi sẽ quay chi tiết luôn cho quý vị và các bạn từ cả về cái phần này,
nội thất nhé. Cái xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về. Mua về là chúng tôi cũng mới chỉ có rửa thôi, mới có rửa đem đây để quay cho quý vị và các bạn luôn. Còn chưa có dọn dẹp nên nó hơi bụi một chút đây. Hơi bụi, hơi bẩn có một chút thôi. Những cái phần đấy thì dọn dẹp đi cái là nó hết, không đáng kể. Đấy, không đáng kể đâu ạ. Đấy. Đây là cái phần nội thất phía sau này. Chủ xe cũng đã bọc ra rồi, bọc lại bộ ghế ra rồi. Đấy. Rất là mới luôn. Và đây là cái đầu piano cực kỳ xịn sò mà chủ xe lắp thêm nhé. Bây giờ là thường là nhiều người đi lắp thêm cái màn hình Android. Màn hình Android thì nó giải trí thông minh, nó đa phương tiện thôi, nhưng mà để nghe âm thanh với chất lượng hình ảnh các thứ thì không bằng cái đầu piano này đâu. Piano là quý vị bạn nào mà nghe loa rồi mới lại dùng đồ của piano rồi thì mới thấy được nó đẹp. Đấy. Và cái vô lăng này thì tôi vừa mới bóc cái bọc này ra đây này. Chủ xe còn bọc cả vô lăng này. Đấy, đây quý vị và bạn ạ, nếu như mua cái bọc vô lăng này, chúng ta đi mua một chiếc xe mới vào phải mua những cái đồ lặt vặt linh tinh này, như mỗi thứ phải mấy trăm nghìn đấy. Đấy, từ những chai nước hoa này chủ xe phải mua này, đến cái bọc vô lăng này mỗi thứ mấy trăm nghìn cộng vào, rồi dán kính, dán phim cách nhiệt mấy triệu, đầu mà mấy triệu đấy, tổng cộng vào là cũng hết khá đấy quý vị và bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn nhé, rất là mới. Vậy quý vị và các bạn còn trần gì trừ gì nữa? Nếu đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air thì quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, quý vị và các bạn đến xem trực tiếp luôn, lái thử trực tiếp luôn. Rất là mới luôn đấy ạ. Không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đây là cái phần đồ của chủ xe vẫn còn nguyên này này. Tôi còn chưa bỏ ra này này. Đấy, đây là những cái phần đồ này của chủ xe này, sách hướng dẫn, sổ bảo hành, các thứ này còn nguyên bản hết luôn đấy nhá. Quý vị và các bạn có thể đến đây xem và check chiếc thoải mái luôn đấy ạ. Rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái động cơ của chiếc xe Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2020 này, là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít và là cái động cơ đua VVT-i đi kèm hộp số sàn, tức là hộp số tay đấy ạ. Và tất cả nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Quý vị và các bạn mà đang quan tâm đến những chiếc xe Toyota Vios cũ như này, quý vị và bạn cứ bỏ thêm thời gian đi vào hãng xem xong trong hãng rồi bắt đầu ra xem chiếc xe này của tôi thì xem nó có khác gì một chiếc xe ở trong hãng không ạ. Đấy, chiếc xe ở trong hãng vừa mới xuất xưởng ra thì người ta cũng sẽ sản xuất tại nhà máy ở trên Vĩnh Phúc ấy. Sau đó người ta sẽ đánh đến các đại lý, từ đại lý ở Hà Nội cho hoặc đến đại lý ở các tỉnh, người ta toàn phải vận chuyển bằng cách là đánh xuống, đi xuống, nếu gần thì đánh xuống, còn không thì xa thì chở xuống. Cho nên là xe ở trong hãng nó cũng sẽ bị bụi, bị bẩn như thế này đấy ạ. Đấy. Mua lại đi được một thời gian thì nó cũng thế thôi ạ, chứ nó không khác gì một chiếc xe ở trong hãng đâu ạ. Vì là người ta sản xuất xong người ta để một chỗ là nó cũng bụi, nó cũng bẩn như thế này luôn. Quý vị không tin, quý vị các bạn cứ vào hãng xem một chiếc xe ở trong hãng đi. Sau đó quý vị bạn ra xem lại chiếc xe này của tôi xem là tôi nói có đúng không ạ. Xem có xe ở trong hãng nó có bẩn như thế này không ạ. Đấy. Rất là đẹp. Đây là chiếc xe này là chúng tôi không có dọn, không có rửa gì đâu nhá. Đây này, quý vị và các bạn này, không có dọn rửa gì đâu này. Bụi bẩn nguyên đấy ạ. Đấy. Bụi bẩn, đây là cái bụi bẩn này nhá. Để là nó bụi nó bẩn vào thôi quý vị bạn nhá. Quá mới luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. We'll be right back.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.